liên quan đến vụ bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên. Tối 29 tháng 5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã tạm giữ đối tượng Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, là nghi phạm vụ 3 người trong gia đình bị sát hại. Tại trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người này khai, năm 2018, quen biết và kết hôn với chị NTD, sinh năm 1994. Sau khi kết hôn, Hải và vợ sinh sống ở gần cha mẹ vợ khoảng 400m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian này, đối tượng Hải làm nghề thợ hồ ở địa phương. Khoảng 1 năm, chị D sinh được cháu V, sinh năm 2019. Quá trình sinh sống, vợ chồng Hải không hề mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, đối tượng nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông NC sinh năm 1962, bà LTL sinh năm 1964, vợ ông C, và anh NH sinh năm 1999 là em trai của vợ. Sau khi chị D sinh được vài tháng thì Hải và chị D ly hôn. Chị D mang con về nhà cha mẹ vợ sinh sống. Nhiều lần Hải sang tìm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Chính vì điều này, Hải bức xúc, nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai. Trưa 28 tháng 5, đối tượng Hải mang theo búa, dao đi từ nhà tới nhà cha vợ với mục đích nếu gặp cha mẹ vợ và em trai của vợ thì sẽ ra tay. Lúc này, trong căn nhà có vợ chồng ông C, bà L cùng chị D và cháu V, đối tượng ngồi trước cửa nhà và vợ chồng ông C, bà L không hỏi han gì Hải. Đối tượng cầm búa chạy thẳng vào nhà, đánh vào đầu ông C khiến ông C gục tại chỗ. Bà L cùng chị D chạy lên hô hoán thì bị đối tượng dùng búa đánh vào đầu cả hai. Gây án xong, đối tượng lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ chồng ông C, bà L và chị D dẫn tới tử vong. Tiếp đó, đối tượng ôm con gái là cháu V đi về nhà của mình. Sau đó, tiếp tục quay trở lại căn nhà nơi gây án để nhìn mặt vợ lần cuối. Đối tượng Hải đi tìm anh H để ra tay nhưng nghe tin người này đang đi làm ở xa. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 1 giờ ngày 29 tháng 5 tới thành phố Hồ Chí Minh, dừng ở quán ăn sáng, uống cà phê. Sau khoảng vài giờ thì chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu tại quận Bình Tân. 17 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng lấy xe máy chạy ra quốc lộ 1A quận 12 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Sau đó, đối tượng Hải được di lý về trụ sở Cục C02 Bộ Công an phía Nam lấy lời khai. Qua xác minh, đối tượng Hải từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trong tối 29 tháng 5 và rạng sáng 30 tháng 5, Cục C02 đã bàn giao đối tượng Hải cho Công an tỉnh Phú Yên, di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.